khi cuộc chiến mùa hè năm 1972 bùng nổ tại Quảng Trị, Cao Nguyên và miền Đông Nam Phần, thì tình hình tại miền Tây vẫn chưa có những tín hiệu về các cuộc tấn công của quân Cộng sản. Theo phân tích của các chuyên viên tình báo, tình trạng bình thường này không có nghĩa là đối phương không có khả năng mở các cuộc tấn công cường tập. Tin tức tình báo ghi nhận bên phía bộ đội Bắc Việt vẫn còn ít nhất 6 trung đoàn chủ lực và có khả năng được tăng cường bởi công trường 1. Mặc dù các mục tiêu của họ tại vùng 4 chiến thuật không rõ ràng như tại các quân khu khác, nhưng qua các tin tức, Bắc Việt và Việt Cộng sẽ tiến hành các cuộc tấn công từ cấp trung đoàn trở lên để cầm chân 3 sư đoàn 7, 9 và 21 bộ binh của quân đoàn 4. Buộc các sư đoàn này phải nằm lại khu trách nhiệm, không tăng viện được cho các chiến trường của các quân khu khác. Vào đầu năm 1972, theo phân nhiệm của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Sư đoàn 7 Bộ binh chịu trách nhiệm khu vực trọng điểm ở Tiền Giang, gồm hai tỉnh Định Tường và Kiến Tường, đồng thời yểm trợ cho lực lượng diện địa các tỉnh nằm giữa sông Tiền và Hậu Giang. Vào cuối tháng 4 năm 1972, trách nhiệm của Sư đoàn 7 Bộ binh nặng nề hơn khi Sư đoàn 21 Bộ binh được Bộ Tổng tham mưu điều động tăng viện cho chiến trường Bình Long. Một thành phần của sư đoàn trở thành lực lượng phản ứng cấp thời để yểm trợ biệt khu 44, phụ trách phòng thủ dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia. Kể từ cuối tháng 4 năm 1970 đến giữa năm 1972, theo yêu cầu của quân đội Cộng hòa Khmer, lực lượng Việt Nam Cộng hòa thuộc các quân đoàn 3 và 4 đã phối hợp với các lực lượng Hoa Kỳ tiến hành các cuộc hành quân hỗn hợp truy kích quân Cộng sản và Khmer Đỏ ở một số tỉnh của Campuchia. Riêng trong khu vực của quân đoàn 4 phụ trách, sư đoàn 7 bộ binh là một trong những đại đơn vị đã có mặt từ giai đoạn đầu. Trong ngày hành quân đầu tiên, thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh quân đoàn 4, trước đó là tư lệnh sư đoàn 7, đã tử nạn trực thăng trên nội địa Campuchia, cách biên giới khoảng 16 km đường chim bay, khi ông đang bay điều động các cánh quân của quân đoàn 4. Vào mùa hè năm 1972, ngoài nhiệm vụ chính tại chiến trường miền Tây, sư đoàn 7 bộ binh còn là lực lượng tiếp ứng cho quân đội Cộng hòa Khmer để ngăn chặn bộ đội Bắc Việt và Khmer Đỏ đang hoạt động từ Mỏ Vẹt đến bến phà Nẹt Lương. Ngày 23 tháng 5 năm 1972, trận chiến đã xảy ra bên kia biên giới thuộc lãnh thổ Campuchia giữa một lực lượng biệt động quân thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Biệt khu 44 và Trung đoàn 207 Bắc Việt. Trận địa cách quận lỵ Cái Cái 15 km về phía Bắc. Quận lỵ này nằm trên nội địa hai tỉnh Kiến Tường và Kiến Phong, gần biên giới Campuchia. Trong trận đánh này, lực lượng Việt Nam Cộng hòa đã đẩy lui được bộ đội Bắc Việt. Tiếp đó vào ngày 10 tháng 6 năm 1972, một số tù binh bị bắt đã cho biết công trường 5 Bắc Việt bị thất bại trong cuộc tổng tấn công vào An Lộc, đã được Trung ương Cục miền Nam của Cộng sản, Cục R, tái phối trí về khu vực Chân Tượng trong một phần đất của Campuchia để từ đây tiến hành các cuộc xâm nhập vào miền Tây Nam Phần. Bóng đồi show tường trình từ cuộc chiến Định Tường Nam Việt Nam. Thank you.
trên chân gấm nhỏ cây nhờ ai đón đưa về. Đồng hương em hay còn thấy gió, trách mắt tôi yêu tay xuống hơn nàng. Vì sao yêu xa trường hiểm you.